Theo kế hoạch triển khai nghị quyết số 100 năm 2015 ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách trung ương cho đầu tư năm 2020 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 27.336 tỷ đồng. Sơ bộ rà soát báo cáo các địa phương, Bộ Tài chính cho biết còn một số vấn đề vẫn đang tồn tại. Có thể kể đến như 16 địa phương mới phân bổ tổng số vốn theo từng chương trình mà chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị và chủ đầu tư. 12 địa phương chưa phân bổ hết số vốn được giao, 2 địa phương chưa phân bổ chi tiết theo nguồn vốn trong nước và nước ngoài, 11 địa phương chưa phân bổ vốn thu hồi ứng trước hoặc thu hồi chưa hết số vốn ứng trước, 21 địa phương chưa phân bổ vốn thực hiện các đề án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 7 địa phương phân bổ vốn không đúng đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và bố trí vốn đầu tư thực hiện các dự án duy tu, bảo dưỡng chưa đúng quy định. Trước tình trạng trên, Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc đối với các địa phương chưa phân bổ và văn bản gửi 42 địa phương phân bổ vốn chưa đúng quy định, đặc biệt là các dự án phân bổ không đúng đối tượng hỗ trợ của ngân sách nhà nước để thực hiện và kiến nghị địa phương thực hiện phân bổ theo đúng quy định. Được biết, đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, ước lũy kế giải ngân kế hoạch năm 2020 là 3.126 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao. Trong đó, nông thôn mới là 2.401 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao và giảm nghèo là 725 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch giao. Ước lũy kế giải ngân kế hoạch năm 2019 kéo dài là 92,289 tỷ đồng.